Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Tin anh tệ tự tại CPAC 2021, sự trở lại mạnh mẽ của đảng Cộng Hòa khiến phe Dân Chủ lo sợ. Kính thưa quý vị, Hội nghị Hành động Chính trị Cánh Hữu 2021 hay được gọi tắt là CPAC đã khai mạc tại Orlando, Florida vào ngày 26 tháng 2 và kết thúc vào ngày 28 tháng 2 sau bài phát biểu của Tổng thống Trump các chính trị gia Đảng Cộng hòa tập trung vào các vấn đề liên quan đến văn hóa xóa sổ và nhiều chủ đề khác. Tổng thống Trump cũng đã có bài phát biểu dài tại hội nghị này. Chủ đề của 4 ngày CPAC năm nay là nước Mỹ không bị xóa sổ. Sự kiện thường niên này quy tụ nhiều đảng viên bảo thủ quan trọng, bao gồm ứng cử viên tổng thống tiềm năng của Đảng Cộng hòa, cựu ngoại trưởng Pompeo và thống đốc bang Florida DeSantis, thượng nghị sĩ Cotton, Holly, Bruce. Bài phát biểu của Tổng thống Trump vào ngày cuối cùng là tiêu điểm của toàn hội nghị. Cựu phó tổng thống Pence đã từ chối lời mời tham dự, còn lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện McConnell không nhận được lời mời. Hội nghị năm nay đã tập trung vào các vấn đề lập pháp lớn, bao gồm tự do ngôn luận và tự do tôn giáo trong tù chính án thứ nhất, tù chính án thứ năm, tuyên ngôn nhân quyền, cũng như đám đông và bạo lực đường phố, văn hóa xóa sổ của phe cánh tả, phương cách bảo vệ bầu cử và mối đe dọa của đảng Cộng sản Trung Quốc cách thức Đảng Cộng sản Trung Quốc lật đổ Hoa Kỳ và các vấn đề ngoại giao khác. Điểm nổi bật của ngày đầu tiên Vào ngày đầu tiên của CPAC, các diễn giả đã nói về sự văn hóa xóa sổ, Đảng Cộng sản Trung Quốc, các gã khổng lồ công nghệ Big Tech và thống đốc New York Cuomo, người đang vướng vào một vụ bê bối quấy rối tình dục. Hầu như tất cả mọi người đều thể hiện lòng trung thành với Tổng thống Donald Trump. Donald Trump Jr., con trai cả của tổng thống Trump, đã chỉ trích các chính sách thiên tả của tổng thống đương nhiệm Biden, sự kiểm duyệt của Big Tech đối với đảng Cộng hòa và tiêu chuẩn kép điển hình của truyền thông dòng chính thiên tả. Trump Jr. đã chỉ trích 30 ngày đầu tiên của ông Biden là một thảm họa. Ví dụ, họ đã không thực hiện chính sách phong tỏa trong thời gian có dịch mà mở cửa biên giới cho những người nhập cư bất hợp pháp thay vì các đường ống dẫn dầu của Nga, họ lại các đường ống dẫn dầu Keystone giữa Hoa Kỳ và Canada. Trump Jr. chỉ ra rằng ông Biden đã khuất phục trước đảng Cộng sản Trung Quốc Hunter Biden ở đâu. Tôi tin rằng anh ta hiện đang kiếm được hàng tỷ đô la ở Trung Quốc. Ông đề cập đến cách những gã khổng lồ công nghệ cố gắng chặn các phương tiện truyền thông bảo thủ và khuyến khích đảng Cộng hòa đứng lên và thách thức các phương tiện truyền thông lớn như CNN đã lan truyền thông tin sai lệch. Trump Jr. nói rằng bài phát biểu của Tổng thống Trump sẽ củng cố phong trào MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là tương lai của đảng Cộng hòa. Ông nói với Fox News trước cuộc họp CPAC rằng Tổng thống Trump vẫn là tương lai của đảng Cộng Hòa. Một điểm sáng khác là dân biểu mới được bổ nhiệm 25 tuổi, Madison Crowther, người đã cảnh báo rằng đảng Dân Chủ muốn biến nước Mỹ thành đóng trò tàn của đảng Cộng sản. Nước Mỹ đang đi theo con đường tiến gần hơn đến chủ nghĩa xã hội, duy trì hiện trạng và kiên nhẫn chờ đảng Cộng Hòa lật ngược là chưa đủ. Crowther cho rằng đảng Cộng Hòa phải đứng lên để chống lại và cứu nước Mỹ. Bài phát biểu khai mạc của thông đốc Florida. Thông đốc John DeSantis của tiểu bang Florida, được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã bước lên sân khấu để đọc diễn văn khai mạc CPAC. Ông bày tỏ lòng kính trọng đến biểu tượng bảo thủ quá cố Rush Limbaugh, người dẫn chương trình radio có lượt thính giả cao nhất nước Mỹ vừa qua đời ở tuổi 70. Ông Rush Limbaugh đã nhiều lần thể hiện lòng dũng cảm. Ông DeSantis nói, Rush là một trong những người đầu tiên đấu tranh chống lại văn hóa xóa sổ. Rush cho thấy rằng việc chống lại cánh tả đòi hỏi sức mạnh, nhưng nếu thiếu đi xương sống là chủ nghĩa bảo thủ, thì nhất định sẽ thất bại. Desantis đã truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp của mình bằng tinh thần của liberal. Tôi nghĩ rằng Rush đã cho chúng ta thấy điều này, nhưng đặc biệt là bây giờ có một cái giá phải trả cho việc đi đúng hướng. Bạn có thể bị tấn công, bạn có thể bị bo nhọ và thậm chí bạn có thể bị các thể chế chính trị cánh tả loại bỏ. Khi cánh tả xuất hiện sau lưng bạn, bạn sẽ ở lại một cách mạnh mẽ hay bạn sẽ thỏa hiệp. Dissentis hoan nghênh những người tham gia từ các tiểu bang khác đến ốc đảo tự do của Florida và chúc mừng tiểu bang ánh nắng Florida đã tránh được sự phong tỏa áp chế trong thời kỳ dịch bệnh. Ở Florida, trường học được mở, mọi người dân biểu có quyền mưu sinh và tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hoạt động. Nhờ khả năng lãnh đạo này, Florida đã trở nên mạnh mẽ hơn và người dân Florida hạnh phúc hơn, ông nói. Ông cũng đề cập rằng ông đã thúc đẩy tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020 tại Florida. Ở Florida, lá phiếu của bạn là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục minh bạch và giữ lòng tin. DeSantis cũng can đảm đấu tranh chống lại hành vi kiểm duyệt ngôn luận của các gã khổng lồ công nghệ. Ông cho biết sẵn sàng hành động chống lại CEO Facebook Mark Zuckerberg, đồng thời đã ký luật chống kiểm duyệt chính trị và đưa việc bảo vệ dữ liệu cá nhân thành luật. Ở Florida, chúng tôi sẽ không để các điều khoản tranh luận của đất nước chúng ta được đặt ra bởi các nhà tài việt ở thung lũng Silicon, ông DeSantis tuyên bố. Cuối cùng, ông DeSantis đưa ra tầm nhìn cho tương lai của đảng Cộng hòa. Chúng ta không thể, chúng ta sẽ không quay trở lại những ngày mà đảng Cộng Hòa chưa thành lập. Ông nói, chúng ta từ chối mở cửa biên giới và thay vào đó ủng hộ chủ quyền của Mỹ và người lao động Mỹ, xây dựng hành động dựa trên nền tảng ân xá và lao động nước ngoài giá rẻ giống như xây một ngôi nhà trên bãi cát lún. Chúng ta từ chối sự yếu kém khi đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, bao gồm các hành động của họ trong thương mại quốc tế. Chúng ta từ chối chủ nghĩa phiêu lưu quân sự và thay vào đó ủng hộ một nền quốc phòng vững chắc vì mục đích bảo vệ quốc gia của chúng ta và người dân. Thông đốc kết luận, khi bạn ở tiền tuyến của các trận chiến, hãy giữ vững chiến tuyến, giữ vững lập trường của mình và đừng bao giờ lùi bước. Cũng trong hội nghị lần này, Thượng nghị sĩ Ted Cruz tuyên bố, Donald Trump sẽ không đi đâu hết. Thượng nghị sĩ Ted Cruz nhấn mạnh đảng Cộng hòa là đảng của giai cấp công nhân và tuyên bố rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đảng Cộng hòa. Ông Cruz là thượng nghị sĩ hai nhiệm kỳ của đảng bảo thủ Texas và có thể là ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa trong tương lai. Ông miêu tả 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc, đảng Cộng hòa đã biến thành một bước chân dung dân túy. Ông nói, đảng Cộng hòa không chỉ là một câu lạc bộ đồng quê mà còn cả những công nhân cổ cồn Ông Cruz từng là đối thủ trực diện với Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2016, nhưng sau đó đã trở thành một trong những đồng minh lớn nhất của Tổng thống tại Quốc hội dưới thời chính quyền Trump. Ông Cruz nói rằng đảng Dân Chủ muốn ông rời đi. Bây giờ để tôi nói với bạn, Trump sẽ không đi đâu cả. Ông Cruz nói khán giả đã đứng dậy vỗ tay vì tuyên bố này. Cruz cũng tin tưởng rằng Đảng Cộng hòa sẽ chiếm lại đa số hạ viện và thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và giành lại tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Ông Biden và các nhà hoạt động cấp tiến của ông ấy đã hoạt động quá mức, họ đã đi quá xa, các chính sách của họ không hiệu quả và đó là một thảm họa, họ đang phá hủy cơ hội việc làm và tước đi tự do của chúng ta. Còn nhân biểu Masters liên kết giữa Big Government và Big Tech tạo ra một mối đe dọa tiềm ẩn to lớn hôm thứ sáu trong một bài phát biểu dân biểu maskers đã cảnh báo người mỹ việc chính phủ lớn và công nghệ lớn kiểm duyệt và thủ tiêu các tiếng nói bảo thủ quan trọng sẽ tạo thành mối đe dọa ngày càng tăng đồng thời ông cũng lưu ý rằng các thể chế ngày càng lớn mạnh này sẽ bóp nghẹt ngay cả những lời thì thầm bất đồng chính kiến yếu ớt nhất ông maskers nói khi big tech và Big government hợp tác hoa kỳ bắt đầu giống trung quốc hơn ông cảnh báo nếu chúng ta thắng trong cuộc tranh luận nhưng mất Internet, chúng ta sẽ là thế hệ vĩ đại cuối cùng của Hoa Kỳ. Ông chỉ trích cánh tả và thậm chí một số đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc sử dụng máu và của cải của người Mỹ để nuôi dưỡng nền dân chủ ở Trung Đông nhưng không thể bảo vệ được các quyền lập hiến ở Hoa Kỳ. Các điều khoản dịch vụ trên Twitter không bao giờ có thể quan trọng hơn các giá trị làm nền tảng cho hiến pháp của chúng ta, ông nói. Ông kêu gọi những người bảo thủ giúp thiết lập một văn hóa tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ để khiến những người có quyền lực trong chính phủ khó có thể sử dụng công nghệ để trấn áp các quan điểm bảo thủ. Ông Musk chỉ ra rằng chính quyền ông Joe bao gồm các cửa quay vòng thông đến một số nhân vật công nghệ lớn nhất để thiết lập một hệ thống thống nhất. Ông lấy đảng Cộng sản Trung Quốc làm ví dụ để minh họa cho thế lực nguy hiểm tạo thành hậu quả chủ nghĩa tư bản bị giam cầm, được hình thành bởi liên kết giữa các doanh nghiệp và chính phủ, khi họ có thể loại bỏ bất cứ người nào vì bất cứ nguyên nhân nào, không có ai hay bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn. Cuối cùng, ông Gates tuyên bố mình là một thành viên tự hào của phong trào nước Mỹ trên hết và sẽ đấu tranh để bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Ông nói, phong trào nước Mỹ trên hết sẽ không bao giờ bán rẻ các lợi ích cho nước ngoài hoặc các lợi ích đặc biệt ở trong nước, công dân của chúng ta phải là trước nhất. Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một tinh thần cộng hòa lớn mạnh như hội nghị lần này, chính vì chứng kiến những gì mà Đảng dân chủ đã và đang gây ra cho nước Mỹ hiện nay, buộc những tinh thần bảo hiến phải đứng lên để chiến đấu cùng Tổng thống Trump giành lại quyền kiểm soát đất nước, với những làn gió tinh thần mới được thổi vào Đảng Cộng hòa, hy vọng một tương lai tươi sáng cho nước Mỹ đang chờ phía trước. Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.